Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày thứ tư nè. Mình trời ngoài đang mưa. Mình đi chợ về cái mình thích ăn cái bánh bò. Nhưng mà mọi thường mình làm bánh bò nướng. Hôm nay mình sẽ làm bánh bò nướng chảo. Thì bánh bò nướng chảo thì nó cùng có là bột mì nè. Ở đây là mình có là 300g bột mì. Bột làm bánh đó nha. Cake flour. Ở đây mình có một gói vanilla bỏ lên cho nó thơm. Đây mình có là 100g đường, 2 cái trứng với 330g nước cốt dừa. Mình xài nước cốt dừa hiệu này nó cho nó ngon. Nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng bột nổi baking powder với khoảng 2g cái bột baking soda, tức là muối nở đó cả nhà. 2g thì mình cho và chưa được nửa muỗng cà phê, khoảng 1/4 muỗng cà phê nhỏ xíu nữa thôi đó. Rồi mình sẽ cho vô một muỗng canh bơ để cho nó thơm. Ở đây mình có cái thố với cây để mình quậy. Bây giờ thì mình bắt đầu mình trộn bột nha. Trước tiên là mình sẽ cho 300g bột mì làm bánh vào cho cái thố này. Rồi mình tiếp tục mình cho vô 100g đường, nửa muỗng cà phê muối, một gói vanilla để cho nó thơm. Nếu mình có vanilla nước thì cũng được nha cả nhà. Đó. Mình sẽ cho vô 2 muỗng baking powder, đó là bột nổi nha, bột nổi làm bánh đó. Đây, một muỗng này nè, đó, hai cái muỗng này. Sau mình sẽ cho vào chút xíu muối nở là khoảng 2g, chút xíu vậy thôi cả nhà, đó. Rồi mình dùng cái cây phới này nè, mình trộn đều tất cả bột, nè đường, muối, bột nổi, muối nở, trộn cho nó đều hết vô, đó. Giờ mình tiếp tục mình cho là 300g 300ml nước cốt dừa. Mình có cân để mình cân lượng đàng hoàng nha cả nhà. Để cho nước cốt dừa vô. Cái lon này là 400g 400ml nè. Cho nó hơn chút xíu không sao. Mình quậy đều lên. Tiếp tục mình sẽ cho luôn 2 cái trứng vào trong này nha. 2 cái trứng nguyên vào trong này. Đó. Mình dùng cái cây phới mình cũng quậy đều lên. Sau mình lấy lại cái muỗng khác cái mình quậy lên cho nó đều lại. Đó. Mình quậy đều hết lên rồi cả nhà, thấy nó chảy xuống vậy là được nè. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh bơ nha. Thay vì người ta cho dầu cho bơ nó thơm hơn. Đó. Rồi mình cũng quậy cho nó đều ra. Đó, như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái giá để mình trộn. Đây, mình dùng cái giá để mình trộn nè. Thấy nó chảy xuống vậy là được rồi nha cả nhà. Đó. Nếu mình cảm thấy đặc quá thì mình cho thêm chút xíu nước thì vô thôi nha, chứ mình đừng có cho nhiều. Nhưng mà mình thấy vậy là vừa rồi. Bây giờ mình để bột qua một bên. Còn về cái phần nhân á, thì mình sẽ có dừa nạo nè cả nhà. Mình mua dừa của Thái Lan, trong chợ Việt Nam hay chợ Mỹ gì được có bán hết á. Đó.
mình dùng dừa này nhưng mà mình ở nhà của mình không có ăn ngọt, thành ra mình không có cho thêm đường vào nha. Còn nếu mọi người muốn thích ăn ngọt á, thì mình cho thêm khoảng 30 gram đường vô. Đó, ở đây thì mình có mè mình cũng rang sẵn rồi nè. Đó, mè mình rang sẵn rồi, lát mình rắc cho nó thơm. Ở đây mình sẽ dùng một cái chảo này, cái chảo không dính nè cả nhà. Đó, chút xíu là mình sẽ đi nướng bánh bằng cái chảo này. Bây giờ mình đi xào dừa nha. Bây giờ mình đi xào dừa nha cả nhà. Đó, mình cho hết cái bịch dừa nãy vô đây nè. Mình để lửa trung bình mình xào. Phải có nhiều cái nó hơi bị còn nước đá đó, à, mình cứ xào cho nó tan đá rồi chỉ dằn lửa nhỏ thôi nha. Mình xào mà tới khi nào mà cảm thấy cái dừa nó trong lại đó thì là nó ok. Dừa này ở đây là mình mua chỉ là mua dừa đông đá thôi, chứ bên Mỹ là không có cái dừa mà nạo tươi ở ngoài nha mọi người. Thì cái dừa này hồi nãy mình xào được khoảng gần 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ không ăn đường nhiều, mình sẽ cho 20 gram đường thôi nha cả nhà. Cho hơi ngọt ngọt thôi. Chứ nếu mà mọi người thích ăn đường nhiều thì cứ cho thêm vô. Nhà mình thì thích ăn hơi lạt lạt chút xíu. Đó, mình cứ trộn đều nè. Cho cái dừa nó hơi trong lại chút xíu. Là cái dừa của mình hồi nãy giờ mình xào rồi. Có người thì người ta cho bột năng vô, nhưng mà mình cảm thấy cho bột năng vô ăn nó dẻo dẻo à, khó ăn lắm. Mình để vậy thì ăn nó ngon hơn. Giờ vậy là được rồi, mình sẽ tắt lửa nha. Bây giờ mình sẽ đi nướng bánh. Cái dừa của mình nó xong rồi. Bây giờ mình sẽ rắc vô trong ít mè để cho nó thơm nha cả nhà. Đó, mình sẽ rắc. Có người cho đậu phộng vô, nhà mình không thích ăn đậu phộng, chỉ thích ăn mè thôi. Rồi mình cho hết cái lượng mè này vô luôn. Mình trộn đều lên. Mình để qua một bên. Cái mè này mình rang rồi mình sẽ để cho nguội, mình đâm để cho nó thơm đó. Vậy là được rồi. Giờ mình sẽ để qua một bên nha cả nhà. Đi nướng bánh. Cái bột hồi nãy mình trộn mình để cho nó nở nè cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong mình chảo mình nướng nha. Ở bên đây cái chảo của mình nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho vô 1 giá rưỡi bột nha. Nếu mình muốn ăn dày thì mình cho 2 giá thôi, mình chắc mình cho 2 giá đi. Đó, rồi mình sẽ nghiêng cái này nè cả nhà, cho nó lên kia cái thành bánh chút xíu nha, kia cái thành để mình hai cái lát mình úp lại đấy, tạo cho nó có một cái rãnh ở bên trên. Ở dưới mình vẫn để lửa bình thường mà mình phải cán ở trên này đó, các nhà thấy không? Đó, mình nghiêng qua nghiêng lại như này. Đó, khi nào mình cảm thấy nó vừa hết rồi đó thì mình mới ngưng. Nếu mình đổ bột ít thì có thể mình làm nó dễ hơn. Còn này thì mình làm nó hơi ấy. Nó có rễ tre, cái nhà thấy không, nó có lỗ 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 đó. Đó, đó, rồi bắt đầu mình mới đậy nắp lại. Mình nướng trong vòng 5 phút nha. Nếu mà mình cảm thấy có hơi nước thì mình lấy ra mình chùi cái nắp nha cả nhà. Mình mở cho cả nhà xem cái bánh của mình ở bên trong có lỗ 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 nè, tức là nó có rễ tre nè cả nhà. Thấy không, đó, có rễ tre quá chừng đó. Vì mình để đó mình tiếp tục mình nướng khi cái bánh nó chín nha. Để lửa thật là nhỏ nha cả nhà. Bánh của mình hồi nãy là sau 5 phút và được 7 phút rồi cả nhà. Bây giờ mình mở ra cả nhà xem. Đó, thấy không? Nó ngon, có rễ tre rất là nhiều luôn. Bây giờ nó vàng rồi. Mình sẽ là nó dễ lắm. Cái bánh nè, mình muốn cho nó vàng đều mình sẽ cho đó, vàng thêm chút xíu nữa những cái dành xung quanh nè. Đó, mình thấy nó cũng hơi chưa có vàng lắm thì mình muốn cho nó vàng thêm chút xíu nha cả nhà. Mình tiếp tục mình để thêm 2 phút nữa.
Thì sau 2 phút là tổng cộng là được 9 phút nè. Giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh của mình là ngon cả nhà. Đó, nó không có dính nha, tại mình dùng cái chảo mà không chống dính nè. Sao bánh mình rồi. Mình ở đây mình có cái đấy là mình sẽ bỏ bánh ra đây. Đó. Đó, mình cho cả nhà xem cái bánh và cái mặt sau như thế nào. Giờ mình để là mình tiếp tục mình làm những cái kế tiếp nha. Mình sẽ đổ tiếp tục vô trước nè. Mình sẽ đổ một giá rưỡi thôi. Mình sẽ nghiêng cái thằng bánh đó. Để nắp lại mình nướng tiếp tục trong vòng 10 phút. Đây là cái bánh của mình nướng nè cả nhà, mình sẽ dở cái mặt sau cho mọi người xem nha. Đó. Nó vàng ươm vậy đó. Mình thấy không? Nó ngon lắm, bánh nó mềm xốp. Thì mình để có cái lưới này nè để cho nó không có bị ra nước nó ướt bánh á, mình làm cho cái bánh nó khô. Nướng bánh mà ở bên ngoài trời mưa nè cả nhà. Đó, thấy mưa không? Mình phải che dù để mình làm. Đây là cái thứ nhì mình nướng nè. Đó, nó cũng ngon quá chừng luôn. Thì mình sẽ lấy cái dành cho nó nè. Đó, khử đều ra cái nó không có dính nè, cả nhà thấy không? Đó, thì mình chỉ cần úp ngược cái bánh này xuống thôi, cái bàn, cái mâm là ok. Bây giờ mình lấy cái chảo này mình sẽ úp ngược cái bánh xuống. Giờ thấy không đó, rất là dễ làm, nó bốc khói luôn. Giờ mình tiếp tục làm cho nó hết luôn nha. Cái bánh mà nãy mình mới nướng xong nè cả nhà, thấy không? Đó, mềm mại, bánh rất là ngon luôn. Rễ ke này, có lỗ 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 đó. Bây giờ mình sẽ cho nhân dừa vào bên này nha. Sẽ cho dừa vào bên trong. Cho ít nhiều là tùy theo mình nha. Dừa ở đây thì mình xào 3 bịch, thành ra nó cũng hơi nhiều. Thì mình sẽ cho vô đây. Xong mình sẽ lấy cái miếng kia mình đậy ngược cái lên. Đây là cái phần mà mình nướng thêm một cái nữa nè. Đó, thì mình sẽ đậy ngược lên đây. Đó, mình thấy không? Đó, hấp dẫn không? Đó. Mình sẽ úp nó ngược lại này để cái bánh nó dày. Mình sẽ lấy cái bánh mình bỏ ra ngoài, mình cắt ra cho mọi nhà xem nha. Bánh này nó hơi giòn chút xíu, mình sẽ cắt ra làm đôi trước. Nhưng nó rất là mềm, mình cho nhân nó hơi nhiều. Đây, cái bánh của mình là cả nhà. Đó, mình sẽ cắt ra làm tư. Đây, cái bánh dừa của mình là như vậy thôi. Đó, đây là bánh bò dừa. Chúc cả nhà có món bánh bò dừa ăn ngon nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Xin chào tạm biệt, bye bye. Ah.
đây là những món miếng bánh bò mà mình mới làm xong là cả nhà. Ngon chưa nè. Dẫn không?